Xin chào bạn, tôi là Đào Sơn Nhất, chào mừng bạn đến với khóa học thiết kế website trong 24 giờ. Đến với khóa học này thì bạn chỉ cần dành ra 24 giờ trọn vẹn để luyện tập một cách chăm chỉ và nghiêm túc cùng với tôi thì bạn hoàn toàn có thể thiết kế ra cho mình những cái website dưới dạng blog cá nhân, website tin tức, website thương mại điện tử để giúp cho các bạn xây dựng được thương hiệu cá nhân tốt hơn, bán được nhiều hàng hơn, gia tăng doanh số. Mà cụ thể ở đây các bạn có thể thiết kế ra những cái website giống như là worldhealings.com, ascentstore.com, qdmobile.com hoặc là đào sinh nhất.com vân vân. Và các bạn có thể biến cái website của mình trở thành một cỗ máy in tiền tự động. Trong lúc các bạn đi ngủ hay đi chơi thì cái cỗ máy in tiền tự động này vẫn có thể tạo ra được nguồn thu nhập dành cho các bạn. Và nếu như các bạn làm chủ được cái kỹ năng thiết kế website thì không những là các bạn thiết kế ra cho mình những cái website rất là tuyệt vời, rất là đẹp mà các bạn còn có thể nhận những cái dự án website ở bên ngoài về, các bạn làm và các bạn có thể kiếm được tiền. Và ngay bây giờ, xin mời bạn cùng với tôi bước vào bài học đầu tiên của khóa học thiết kế website trong 24 giờ nhé. Ok, xin mời